Hello, em bảo lại mến chào toàn thể các bác nhá. Cho ông ăn bột, vừa cho ăn bột xong. Thì hôm bữa là có bác hỏi mình là chưa thấy con ong nó ăn bột bao giờ. Hôm nào em cho ăn bột ấy thì em quay cho anh xem. Thì đây. Đây này các bác này, con ong bắt đầu ăn bột này. Mình mới đắp rồi quay lại này. Đây các bác thấy này. Vu vào bột ăn này. Đấy, đang bò ăn gặm gặm này. Thấy chưa? Quay cho bác xem luôn nhá. Tôi trực tiếp xếp hàng xem ăn này cưng à. Tao gặp đấy. Đấy. Khi mà nó ăn là nó bò lên ăn như thế này này các bác này. Còn nó không ăn nó chê ấy là ế luôn đấy các bác. Đấy. Nguồn nó thiếu ấy, mưa gió nhiều quá nó đang bão mà, nó thiếu. Thế nên là nó phải cần bổ sung. Mình nuôi mà, mình nuôi thì mình phải bổ sung cho nó thôi. Nuôi heo, nuôi bò, nuôi gà, nuôi chó. Ngỗng ngan thì thế đúng không các bác? Phải cho nó ăn. Đây. Đang ăn đây nhá, gặm gặm sáng mai chắc hết cục này luôn. Đấy. Đây. Thấy chưa? Đàn nào cũng đói mà. Này, xếp hàng cưng không? Xếp theo cái hình này cưng không? Rất là cưng luôn. Đấy, mình nói chung là mình đắp bột không đẹp đâu, mình không phải dạng khéo tay các bác ạ, nên là anh em nào xem thì nhìn bé bé thì cũng thông cảm. Cái này dạng mình kéo ở đấy, không phải là bánh bao đâu. Bánh bao là mình cứ vo một cục vứt lên xà cầu được. Đấy. Bác làm như này là tiện nhất này. Cứ kéo xà cầu là con ong nó bu lên ăn. Thấy không? Bu lên ăn thôi. Đấy. Thằng nào cũng thế. Này đây. Đó. Bu lên ăn thôi. Đắp cái này mình đắp hơi xa. Các bác sau bác đắp vào cái cầu giữa này nhá. Cho ong nó ăn cho nó với đỡ phải đi xa. Nó ăn xong cái là nó xuống bên dưới nó làm việc luôn. Đấy. Có điều kiện đắp hai dây, dây bên này và dây bên kia. Có hiểu ý tôi không? Đấy, đắp thêm một cái cầu giữa này nữa này. Cầu này này, đó. Thì nó ăn phí cưng không? Đấy, đắp hai dây như vậy này. Thì nó sẽ đều hơn. Ong nó đi đâu phải với xa các bác. Đó. Rồi, ok, em bảo xin chào toàn thể các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Nếu mà các bác mà cần cái việc gì mà không hiểu thì cứ bác cứ nhắn tin vào video nhắn tin được, em sẽ sẵn sàng trả lời tất cả các bác. Các bác thắc mắc mà gọi điện trực tiếp cho em thì gọi điện số Zalo này 033 963 812 Zalo Facebook luôn nhá. Còn cần mua cái gì thì cứ bảo em cung cấp cho. Thì nó nói chung là nhà mình gần ngay cái chỗ mà nó bán vật tư ong ấy, nên là rất là gần, em sẽ cung cấp cho các bác. Nếu ví dụ các bác nào mà đang hè này có muốn vào đây Bảo Lộc chơi, đi đi Bảo Lộc chơi, đi du lịch ấy, thì ghé qua trại em nhá. Ghé qua trại em để tham quan và nói chung là giao lưu nhá. Rồi, chào tất cả các bác.